Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý cô chú chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16:20 ngày 20 tháng 7 năm 2023. Em Việt cháu Việt đang ở ngã tư Hàng Gà, Hàng Cót và Hàng Mã quý vị và các bạn. Buổi sáng hôm nay thủ đô Hà Nội mưa. Bây giờ thì hết mưa rồi. Từ trưa tới giờ thủ đô Hà Nội hết mưa rồi. Chiều nay em Việt cháu Việt mời quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi một vòng phố cổ. Và em Việt cháu Việt sẽ dừng trên phố Hàng Bè. Nhiệt độ bây giờ vẫn rất oi quý vị và các bạn. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 31 độ C. Kênh của em Việt cháu Việt hãy tặng em Việt cháu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt cháu Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên tuyến phố Hàng Mã. Cảnh các khách du lịch đi tham quan về mọi miền đang ngồi nghỉ trước các khách sạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở trên tuyến phố Hàng Mã cũng rất vắng khách quý vị và các bạn thấy. Em Việt trong Việt đang ở ngã tư Hàng Đồng và Hàng Mã. Trên tuyến phố Hàng Mã cũng là tuyến tham quan của các du khách đi tới với thủ đô Hà Nội. Như quý vị và các bạn thấy, các du khách đang đi tham quan bằng những chiếc xe xích lô. Vào những ngày lễ Trung Thu hay vào lễ Noel, phố Hàng Mã thu hút rất đông các du khách cũng như người dân Hà Nội tới tham quan cũng như ghi lại những hình ảnh. Bán hoa quả này cũng chưa bán đắt khách lắm quý vị và các bạn thấy xe hoa quả vẫn còn nguyên. Em Việt cháu Việt đang ở ngã tư Chả Cá và Hàng Mã. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Hàng Đường và Hàng Mã. Hãy
Quả này nó quả mơ hay sao chị nhỉ? À vâng, em cảm ơn. Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Chiếu rồi. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên tuyến phố Hàng Chiếu cũng đắt hàng hơn so với hàng mã. Hình là ngã tư phố Hàng Dây và phố Hàng Chiếu, quý vị và các bạn. Cảnh kinh doanh buôn bán rất nhộn nhịp nhưng vắng người mua. Các cửa hàng bánh rán ở trên tuyến phố Hàng Chiếu hôm nay cũng vắng khách, quý vị và các bạn. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là cửa ô Quán Trường. Ngay ngã tư cửa ô Quán Trường là phố chợ Thanh Hà. Cùng em Việt cháu Việt sẽ sang phố Đào Duy Từ, xong mời quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi sang phố Mã Mây. Như quý vị và các bạn thấy, mặt đường vẫn còn độ ẩm của nước mưa vào buổi sáng và đêm vừa qua. Việt cho Việt đang ở ngã tư phố Chợ Gạo và Nguyễn Siêu. Những du khách người nước ngoài đang tham quan phố cổ Hà Nội. Hello.
bia trên phố cổ bắt đầu có khách rồi quý vị và các bạn. Trước màn hình, quý cô chú chị và các bạn là ngã tư Hàng Buồm, Đào Duy Từ và Mã Bây. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các đô thị vùng trũng thấp để chủ động đối phó, xử lý kịp thời có hiệu quả với ảnh hưởng của cơn bão số 1, Ủy ban nhân dân phường Hàng Buồm thông báo đến các chủ đầu tư các công trình xây dựng, các cửa hàng kinh doanh buôn bán cũng bắt đầu có khách rồi. Vâng, em Việt Chống Việt đang ở trên tuyến phố Mã Mây. Bởi vẫn còn nhiều cửa hàng chưa có người kinh doanh. Các cửa hàng bán đồ ăn tối, bán cơm cũng đã kê bàn ghế ra để phục vụ quý vị và các bạn. Em Việt Cháu Việt đang ở ngã ba phố Mã Mây và rất oi nóng, như quý vị và các bạn thấy, du khách đang phải cầm chiếc quạt bằng pin để cho bớt nóng. Đây là các du khách vừa đi tham quan về, hình ảnh bắt đầu tới thủ đô Hà Nội. Quả hình ảnh rất tuyệt vời, du khách đổ bộ vào phố cổ Hà Nội, hình ảnh rất đẹp. Đây là khách sạn du khách chọn số 40 Mã Mây. Trước màn hình, quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Lương Ngọc Quyến và Mã Mây. Các cửa hàng ở ngã tư này kinh doanh buôn bán thu hút rất đông các du khách. Spa như các cửa hàng bán đồ lưu niệm trang trí rất bắt mắt quý vị và các bạn. Quán quê trang trí đèn lồng đẹp quá. Nằm ở số 80 Mã Mây.
của chú ý chị và các bạn là ngã ba Hàng Bạc và Mã Mây. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Bạc bây giờ lại có chút ánh nắng rồi, quý vị và các bạn, các du khách đang đi tham quan thủ đô Hà Nội. Hình ảnh rất đẹp. Thời trang chỉ cần hai miếng vải che thân là đủ, quý vị và các bạn. Em biết trong biển đang ở Hàng Bạc và Hàng Bè. Xem cảnh thời trang này sốc nhiệt nặng, quý vị và các bạn. Với cảnh thời tiết oi nóng, du khách mặc mát nhất có thể. Vâng, em Việt Châu Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Bè rồi. Tuyến phố Hàng Bè cũng là một trong tuyến phố mà thu hút rất đông các du khách. Vâng, quý vị và các bạn xem mà được những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Bè, hãy chia sẻ clip để nhiều du khách biết về phố cổ Hà Nội, để quý cô chú anh chị và các bạn cũng như là các du khách nước ngoài có dịp hãy tới với thủ đô Hà Nội tham quan. Những hình ảnh rất độc lạ. Việt sẽ dừng clip ở ngã tư Hàng Thông, Cầu Gỗ và Hàng Dầu cũng như Hàng Bè. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt Châu Việt.